Dạ các bạn, hiện tại trên tay mình đang có sản phẩm Ultimega Luxus Softly, là một sản phẩm giá rẻ, chất lượng không hề rẻ chút nào. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo nếu như bạn là một người sưu tầm kẹt, bạn có rất nhiều kẹt. Nếu đầu tư hết cho chúng bằng Ultra Pro thì thật sự là một số tiền rất lớn, và đây là một giải pháp tuyệt vời dành cho bạn. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Bắt này gồm 100 ly. Đây các bạn, trong suốt và khá mỏng. Vì là một sản phẩm giá rẻ nên chắc chúng ta không thể yêu cầu cao hơn được. Nếu bạn trao đổi kẹt hoặc mua bán giao dịch qua mạng thì việc có một lớp ly như thế này là rất tuyệt vời, vì nó giúp bảo vệ kẹt của chúng ta không bị trầy xước trong quá trình vận chuyển. Hiện tại thì Ultimega Luxus Softly đang có mặt tại MyHideal Store với giá là 50.000 đồng, và nếu bạn có code thì sẽ được giảm giá tốt hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.